Một chuyên gia Trung Quốc lên tiếng kêu gọi quốc tế tôn trọng bằng chứng lịch sử chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông thay vì làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực. Ông Lý Quốc Cường, một nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ngày 6 tháng 2 nói rằng sự hiện diện của Trung Quốc vào hoạt động thăm dò của nước này ở Biển Đông đã có từ 2.000 năm trước. Ông Lý nói, mãi tới năm 2009, không có nước nào thách thức quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với đường chính đoạn, phân định lãnh thổ của nước này ở Biển Đông. Ông Lý nói, khu vực thẩm quyền được xác định rõ ràng và các bằng chứng lịch sử thì vững chắc. Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển đã thể hiện sự tôn trọng đối với chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Những ngày qua, Philippines và Mỹ nối tiếp nhau lên tiếng thách thức những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh với việc Tổng thống Philippines so sánh Trung Quốc với Đức Quốc xã hôm thứ Ba tuần này. Còn trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương hôm thứ Tư nói rằng đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở rõ ràng trong luật pháp quốc tế. Một bài xã luận đăng trên Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc ngày 7 tháng 2 công kích Philippines là đang đóng vai nạn nhân bị hiếp đáp trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Bài báo cáo buộc là Philippines chưa bao giờ có ý định mở đường giải quyết tranh chấp một cách tích cực và ỷ thế vào đồng minh Mỹ, nước đang chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á. Bài báo cảnh báo Philippines nên nhận thấy rằng việc nước này chống Trung Quốc đang dần gạt họ ra bên lề sự hợp tác của Trung Quốc với ASEAN và rằng Philippines có thể sẽ trở thành nạn nhân của sự ranh mãnh vụng về của chính mình. Bài báo viết.